Đấy, chỉ cần chúng ta nhấn vào phần xóa nền, được chưa ạ? Ví dụ cũng là cái hình ảnh này, chúng ta muốn xóa nền, chúng ta bấm vào phát là nó tự động xóa nền luôn, được chưa ạ? Nó tự động chọn ra cái gì ạ, cái nhân vật, ok không ạ? Và mình hoàn toàn có thể điều chỉnh được, được chưa ạ? Mình hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái, mình có thể thêm thêm nền, xóa nền, mình có thể thêm các cái phần mà mình muốn gì ạ? Muốn giữ lại, hoặc là mình muốn tẩy, muốn xóa đi, được chưa ạ? Muốn xóa đi thì mình nhấn vào phần tẩy này, được chưa ạ? Muốn chọn thêm thì mình nhấn vào chọn thủ công này. Còn đây là phần chọn nhanh thì nó sẽ tự động, được chưa ạ? Tự động, ví dụ như là mình gạch vào đây này, đấy nó sẽ tự động. Đấy, mình chấm vào đây này, đấy, chấm phát này, nó tự động luôn, được chưa ạ? Đấy là chọn tự động. Đấy, AI chọn này, đấy, nhấn vào AI chọn phát nó tự động chọn ra luôn. Sau đó là gì ạ? À, mình chuyển sang phông nền, mình muốn chuyển sang phông nền trắng chẳng hạn. Đấy, phông nền các cái nền khác nhau, được chưa ạ? Hoàn toàn được, ok không ạ? Đấy, ok chưa ạ? Đó. Đấy, nếu mà được rồi thì chúng ta là xuất ra, thế là xong nha. Xóa nền này thì chúng ta có thể áp dụng với hình ảnh thôi nhé, video thì nó sẽ không có ở cái tính năng này, nhưng mà bên trong nó sẽ có.